Xin chào các bạn, nay chúng tôi đang đi trên quốc lộ 28B để lên đèo Đại Ninh. Quốc lộ 28B là tiền thân đường nội bộ dùng để vận chuyển các trang thiết bị đến thi công thủy điện Đại Ninh. Sau khi hoàn thành, tuyến đường này nâng cấp thành quốc lộ 28B để kết nối hai địa phương Đại Ninh Lâm Đồng và Phan Sơn Bình Thuận. Quốc lộ 28B từ lâu đã xuống cấp, trong đó đèo Đại Ninh với ít nhất 9 khúc cua nguy hiểm và thường xảy ra sạt lở vào mùa mưa. Cuối tháng 3 2024, dự án nâng cấp cải tạo tuyến quốc lộ 28B nối hai tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận chính thức khởi công. Từ điểm đầu ngã ba Lương Sơn giáp quốc lộ 1 đến ngã ba Tà Yên quốc lộ 20, tổng chiều dài khoảng 68 km, dự kiến cuối năm 2025 sẽ hoàn thành. Bên cạnh đó, cao tốc Phan Thiết Dầu Dây và Vĩnh Hảo Phan Thiết từ khi đi vào vận hành thì người dân và du khách đã chọn đi từ Sài Gòn Bình Thuận lên Đà Lạt và ngược lại từ Đà Lạt về đều đi qua đài Đại Ninh thuộc quốc lộ 28B, nên tuyến đường này lưu lượng xe cộ qua lại khá nhiều, trong khi hiện nay các đơn vị đang tiến hành thi công nâng cấp đoạn đèo Đại Ninh, đoạn nguy hiểm nhất. Đường đèo dài khoảng 15 km đã có những tai nạn thảm khốc xảy ra. Vào năm 2009, xe chở đoàn du khách Nga lọt xuống vực qua khúc cua gần nhà máy, làm 10 người chết và 14 người bị thương. Và tháng 7 vừa qua, chiếc xe loại 30 chỗ chở khoảng 20 người lọt xuống, may mắn là không ai tử nạn. Vì đường đang được mở rộng, máy móc đất bên sườn núi đắp sang bên kia nên có những đoạn đường đất bùn khá trơn trượt, xe qua lại khá nhiều, từ xe du lịch đến các loại xe chở hàng, xe container, nên đi lên đường đèo đôi lúc toát mồ hôi và hồi hộp lắm. Đã vậy, càng lên cao sương mù càng dày đặc, tầm nhìn chỉ khoảng 5 mét ở phía trước mặt. Và khi đi qua hết đường đèo mới thở phào nhẹ nhõm các bạn ơi. Và mời các bạn cùng đi với chúng tôi xem đoạn đường đã mở rộng như thế nào và đường vào mùa mưa nó như thế nào nhé các bạn. Và ngày mới không quên chúc các bạn một ngày vui vẻ và bình an. Và chúng ta sắp sửa đi lên cái khúc đèo rồi các bạn nhé. Sang. Sang núi xuống này. Móc. Cái khúc cua này là cái rộng ra này. Mở rộng cái khúc cua hả? Ồ, mai mốt đường chắc rộng lắm luôn. Không, rộng vườn để đi. Tới Phan Sơn rồi anh nhỉ? Sắp tới Phan Lâm rồi chứ nhỉ? Anh? Phan Sơn, Phan Lâm. Quá trời luôn. Phan Lâm, huyện Bắc Bình, Bình Thuận. Dưới chân đèo Đại Ninh.
lên đèo Đại Ninh rồi.
thấy đèn này em. Em. Nhưng mà ghê nha, nó có gì 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 đèn ngay cái góc luôn. Nhiều có tới đây nó thắng không ăn em. Đây là có một hai bên rồi đấy. Bên này nó cứ dọn sơ sơ. Quay không? Làm đó buồn chết thế hả? Ờ. Nói làm ở đây buồn chết thế, có người đi qua đi lại chào và rất vui. Rất buồn để đường đi xuống chơi lắm đấy em.
Xin như này tốn chứ máy móc ở đây có đi thì một tuần một hai tuần mới về nhà lần như chứ không làm thiết bị dưới hay không
vàng nhìn có cái gương là thấy liền. Xếp hàng mà đi chứ đâu ai dám chạy hậu đó. Cái khúc có nguy hiểm nhất là mình qua rồi em.
không? Mình thấy đó nó cái gì không? Cái đèn xanh đèn vàng, trắng đèn vàng hết rồi. Đắt luôn. Cái này có phải là sương mù rồi không? Ừ. Nó được quang đấy em. Phải không? Ừ. Phút này tôi để này. Lần đầu tiên mình đi mình gặp sương mù vậy ấy, em. Mưa á? Không, mình đi mưa mình hoài nhưng mà chưa giờ chưa gặp hôm nào mà mù như vậy. Thấy không? Mù thì đen, mù khủng khiếp luôn. Mù không thấy đường, còn cái cách trước khoảng 5 mét rồi thấy hết thấy đường luôn. Mình biết mình đi mù nhưng mà vẫn thấy đường. Lên đỉnh đèo rồi. Bây giờ còn một khúc đường khó đi nhất nữa. Đây khúc này đây. À, có một chiếc xe bị Oh.
phải dạt rồi thắng rồi phải gì chân nào đó. Này này hết để em lên xe nó đâu bật đèn đâu em. Là khúc này là đâu có gì cho nên xe đâu có để đèn. Chỗ này là hết xương rồi. Dưới Lâm Đồng anh hả? Chưa. Qua chưa? Chưa, chưa hả?
kinh khủng lắm. Chỗ này là hay bị nứt lắm ha. Đâu có vết nâng cao vậy không? Nó còn cửa cái cọc cái đục trên nữa để đặt thêm mới. Thế là cũng cao hơn này tí. Em không có đường cao, đường mặt đường. Thì mai mốt họ phải ấy đất ở ngoài đường cho nó cao nổi chứ. Cao hơn 2 tấm nha anh. Mai mốt họ đất đường còn cao hơn nữa. Bên là bây giờ là thấp hơn đường rồi. Luôn ăn hả? Có chỗ sâu, có chỗ thì sơ.
sống rồi.